Thưa quý vị, chào các bạn. Năm 2023, ngành công thương tỉnh thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7% và sự phát triển vượt trội của năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt kế hoạch. Do đó là những nét nổi bật mà ngành công thương tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực thực hiện trong năm qua. Năm 2023, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng hoạt động công nghiệp và thương mại của tỉnh vẫn có bước tăng trưởng khá. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, chiến sự giữa Nga-Ukraine kéo dài, cùng với xung đột ở Trung Đông đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa tăng cao và khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, suy thoái lạm phát ở một số thị trường nhập khẩu hàng quá lớn. Song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, Bộ Công Thương, sự phối hợp đồng bộ hiệu quả của các cấp các ngành và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của toàn ngành công thương, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Lĩnh vực công thương tiếp tục duy trì phát triển, từng bước vượt qua những khó khăn thách thức, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Toàn ngành công thương thực hiện tốt công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề, khu dân cư phát triển ổn định. Hoạt động công nghiệp thương mại ở các huyện, thành phố cũng đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù có sự tăng trưởng khá, nhưng theo Sở Công Thương, hoạt động công nghiệp thương mại vẫn còn một số hạn chế. Số dự án có giá trị gia tăng và nộp ngân sách chưa nhiều. Trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp còn thấp, thị trường tiêu thụ chưa đa dạng, nhất là đối với mặt hàng nông sản. Đối với cái hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp đó, thì đánh giá trong năm 2023 là tăng khoảng 9% so với cùng kỳ. Và các cái sản phẩm công nghiệp là đều có cái bước tăng. Thì đây là một cái điều rất là đáng mừng. Cái thứ hai là trên lĩnh vực thương mại đó, thì cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đó thì đạt khoảng là 75.000 tỷ đồng và đạt khoảng 102% so với kế hoạch. Và so với năm 2022 đó, thì tăng khoảng là 18%. Thì có thể nói là đây là một trong những cái mức tăng trưởng về cái chỉ số này rất cao trong năm 2023. Một cái chỉ tiêu nữa là về kim ngạch xuất khẩu đó, mà từ trước tới nay tỉnh chúng ta đó là không đạt được, nhưng mà năm 23 là chúng ta đạt được cái chỉ tiêu đề ra của kim ngạch xuất khẩu, thì chúng ta đạt khoảng 1 tỷ đô. Thì có thể nói đây là một trong những cái chỉ tiêu mà chúng ta cũng đã phấn đấu quyết liệt, nhất là những cái tháng của quý tư năm 2023 thì chúng ta phấn đấu quyết liệt, do đó mà chúng ta hoàn thành được cái chỉ tiêu này. Thì đó là một số chỉ tiêu hết sức là cơ bản mà ngành công thương của tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong năm 2023. Các cái khó khăn mà qua đánh giá cũng rút ra được, đó là năm 2023 là tình hình thế giới biến động rất là khó lường, rất là phức tạp. Nhất là thị trường của thế giới có chiều hướng sụt giảm về cái mức, về cái lượng tiêu thụ hàng hóa ở các cái thị trường, nhất là các cái thị trường truyền thống. Và từ trước đến nay các cái doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, trong đó có các doanh nghiệp của Bạc Liêu chúng ta tiếp cận, nhưng mà do cái tình hình thế giới nó biến động và kinh tế thế giới nó sa sút, do đó mà cái lượng tiêu thụ hàng hóa từ các cái thị trường này rất là khó khăn. Do đó cái tình hình xuất khẩu nói chung là rất khó khăn. Mặc dù chúng ta đạt được cái kim ngạch xuất khẩu nhưng mà nhìn chung là vẫn khó khăn. Cái thứ hai, cái khó khăn nữa là cái cơ sở hạ tầng công nghiệp của tỉnh Bạc Liêu của chúng ta là cái quy mô của chúng ta là còn nhỏ. Do đó nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu trong cái việc là chế biến các cái mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao,
để tham gia vào các cái thị trường, nhất là các cái thị trường khó tính ở trên thế giới. Do đó mà phần nào nó đã làm và ảnh hưởng đến cái kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bạc Liêu của chúng ta trong thời gian qua. Trong năm qua, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh ổn định. Công ty Điện lực Bạc Liêu đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho các sự kiện chính trị xã hội, cải thiện đáng kể cho nhu cầu sản xuất, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục có chuyển biến tốt. Công ty Điện lực đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu như tổn thất điện năng, năng suất lao động, hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong các điều kiện diễn biến bất thường của thời tiết, hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng lưới điện năm 2023. Năm 2024, Công ty Điện lực Bạc Liêu tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân dùng điện đạt 99,8%, phát triển các nguồn năng lượng điện tái tạo như điện gió và điện mặt trời, đầu tư xây dựng các đường dây điện, cấp điện cho nhu cầu nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp. Lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển, duy trì hoạt động ổn định 8 nhà máy điện gió với tổng công suất 469,2 MW và đang triển khai 2 dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 141 MW và dự án nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu 50 MW. Đồng thời tham mưu Ủy ban dân tỉnh trình Bộ Công Thương đưa vào kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 với tổng công suất các nguồn điện đến năm 2030 là 560 MW, trong đó điện gió trên bờ 550 MW, điện sinh khối 10 MW. So với những năm trước, công tác khuyến công những năm gần đây tăng về quy mô lẫn năng lực quản lý, kinh phí thực hiện. Nội dung hỗ trợ luôn gắn với nhu cầu thực tế của cơ sở. Các thiết bị công nghệ được chuyển giao phù hợp với khả năng tiếp nhận, tránh lãng phí cho đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khuyến công trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế do sự phối hợp giữa đơn vị quản lý công tác khuyến công và các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn chưa chặt chẽ. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công quốc gia về hỗ trợ ứng dụng thiết bị máy móc và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động khuyến công của một số ngành doanh nghiệp còn hạn chế. Nhìn chung thì trong công tác khuyến công mà trong quá trình triển khai thực hiện thì trong năm qua thì thứ nhất là được các đơn vị, các cơ sở, các cơ quan có liên quan là phối hợp rất là tích cực từ tỉnh cho đến địa phương. Thì trong đó thì trong công tác tổ chức thực hiện các đề án. Về thứ hai nữa là cũng đã được khuyến khích cho các cơ sở doanh nghiệp là mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị. Thì góp phần thứ nhất là sau khi đầu tư thì đa phần các doanh nghiệp là sẽ tăng năng suất và sản lượng. Từ đó thì sẽ tạo cái việc làm cho lao động ở địa phương. Khó khăn thì trong quá trình xây dựng đề án thì ở đây có một cái đặc biệt là đối với đề án khuyến công thì các cơ sở doanh nghiệp mà được theo được đăng ký của các huyện để về trung tâm tổng hợp thì thời điểm đăng ký thường là trước năm của tháng 8 hàng năm. Tháng 8 của năm trước đăng ký kế hoạch cho năm sau. Thì khi họ sẽ chọn những thiết bị cũng như là xây dựng hồ sơ đăng ký thì đã có khảo sát ứng giờ máy móc thiết bị. Nhưng mà khi sau qua năm sau khi có quyết định để phê duyệt kinh phí thì đôi lúc là họ cũng đã có sự thay đổi về cái máy mà họ dự kiến đầu tư. Như vậy thì cũng có đôi là phải có sự điều chỉnh hoặc là ngưng đối với những doanh nghiệp mà có tình hình là có sự thay đổi về tài chính thì họ sẽ xin dừng, hoặc là có những đơn vị thì sẽ thay đổi về thông tin về vấn đề máy móc thiết bị. Đó là cũng một trong những cái vấn đề mà khó khăn cho quá trình thực hiện của công tác khuyến công. Để khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới Trung tâm khuyến công tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, chủ động xây dựng các đề án mang tính đồng bộ, đặc biệt ưu tiên đối với các xã xây dựng nông thôn mới, cơ sở công nghiệp nông thôn vùng sâu vùng xa, cơ sở sản xuất ra sản phẩm có lợi thế chủ lực của tỉnh, hỗ trợ về thị trường, xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp cơ sở sản xuất giới thiệu quảng bá sản phẩm đến nhiều tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, các siêu thị, các công ty thương nghiệp là những đơn vị cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Việc bảo đảm hàng hóa không bị thiếu hụt cho người dân, nhất là những dịp tập trung mua sắm như lễ Tết là nhiệm vụ hàng đầu của các đơn vị kinh doanh này, không những giúp cho người tiêu dùng có được sự lựa chọn dự ý, hợp túi tiền mà còn giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện để tiếp xúc trực tiếp và gần gũi với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu thực tế để từ đó có thể đưa ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
tạo điều kiện thuận lợi cho các chuỗi liên kết kinh doanh được hoạt động thông suốt, hàng hóa không bị ùn ứ. Thông qua đó, các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa thuận tiện hơn, mang lại doanh thu lớn cho các đơn vị kinh doanh. Sở Công Thương cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị để các doanh nghiệp tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công nghiệp thương mại thời gian qua, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục để phát triển. Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, Sở Công Thương đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp thương mại trong năm 2024. Trong năm 2024 thì đối với Sở Công Thương thì chúng tôi đề ra một số cái nhiệm vụ và giải pháp mà toàn ngành cùng phối hợp với các ngành các cấp trong tỉnh để mà chỉ đạo quyết liệt cái lĩnh vực của công thương để góp phần thúc đẩy vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà chúng ta. Cái thứ nhất đó là chúng tôi tập trung cho cái công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là thực hiện cái thủ tục hành chính. Và trong đó quan tâm đặc biệt đến cái vai trò phục vụ cho các cái doanh nghiệp, phục vụ cho người dân trên lĩnh vực công thương. Và trong công tác cải cách hành chính thì trong những năm qua thì ngành công thương đó luôn luôn là ở vị trí top đầu. Thì năm 2024 chúng tôi cũng quyết liệt để mà thực hiện cái công tác cải cách hành chính, để mà tạo cái cơ sở để thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Mà chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là trọng tâm. Cái thứ hai nữa là quan tâm đến cái phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng các cái cụm công nghiệp ở trong tỉnh. Quy hoạch tỉnh được duyệt rồi thì chúng ta có khoảng 11 cụm công nghiệp. Thì trong đó ngành công thương cũng đang tham mưu Ủy ban tỉnh chọn ra một số cái cụm công nghiệp có cái điều kiện phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Căn cứ vào các cái giai đoạn quy hoạch để mà hình thành dần các cái cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để thúc đẩy cái công nghiệp của tỉnh nhà của chúng ta phát triển. Thì đó cũng là một cái nội dung mà ngành công thương sẽ quan tâm. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tập trung quyết liệt cho công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá hình ảnh con người Bạc Liêu, các cái sản phẩm Bạc Liêu có thế mạnh, mà trong đó là các cái sản phẩm tôm, cá. Và mới đây chúng ta cũng giới thiệu với bạn bè trong nước và thế giới một cái sản phẩm rất có tiềm năng của Bạc Liêu, đó là sản phẩm muối. Do đó là các cái sản phẩm có thế mạnh của Bạc Liêu thì chúng tôi cố gắng là sẽ thúc đẩy cái xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các cái thị trường để đẩy mạnh cái mua bán các sản phẩm hàng hóa của Bạc Liêu, nhất là xuất khẩu các cái mặt hàng của Bạc Liêu ra các thị trường truyền thống và tìm kiếm những cái thị trường mới trên thị trường thế giới. Ủy ban dân tỉnh cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích của ngành công thương đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong hoạt động công nghiệp, thương mại, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển trong năm 2024, Ủy ban dân tỉnh cũng gợi mở một số nội dung để ngành công thương triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, toàn ngành cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cụ thể hóa chủ trương chính sách của tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chỉ đạo sát sao và có cơ chế thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cường sản xuất sản phẩm thế mạnh của tỉnh để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nâng cao hoạt động khuyến công xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư các dự án lớn có giá trị gia tăng và nộp ngân sách nhiều và hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, giúp doanh nghiệp phát triển và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngành công thương cần đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng đúng pháp luật nhưng phải đồng hành, trách nhiệm, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới. Chương mục kinh tế của Đài Truyền hình Bạc Liêu xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.